Wow anh em ơi, ví dụ anh em chơi một cái trò chơi gì đấy, sau bắt đầu anh em chiến thắng, thế là các bạn cổ vũ, bế các bạn lên, xong rồi tâm lên, như thế này. Và ngày hôm nay, Thắng sẽ tham gia một cái cuộc thi y như thế, đó là tâng người, nhưng mà ơi, tâng càng cao thì mới là người chiến thắng cơ. Có bạn còn tâng một phát lên tận bình vũ trụ luôn đấy anh em ơi, chứ ở bên ngoài này chỉ tâng được chắc là được 10cm là hết thôi. Mà ở bên ngoài phải 5 người, 6 người, 7 người, 8, 9, 10 người mới tâng được một bạn. Còn hôm nay Thắng đi thì cái cuộc thi của Thắng là Thắng phải một mình tâng một bạn, lém một bạn ra khỏi ngoài vũ trụ thì mới gọi là chiến thắng. Thế nên là trước khi đi thi cái cuộc thi này là chúng ta phải ăn 10 bát cơm, tập thể dục hàng ngày, tập gym hàng ngày để có sức khỏe thì mới tham gia được cái cuộc thi ngày hôm nay. Ơi giờ ơi, bắt đầu cuộc thi rồi anh em ơi, cố lên cố lên cố lên. Mới đầu vô là người ta đã cho mình hai nhân vật rồi, một nhân vật là mặc mỗi cái quần slit thôi, còn cái nhân vật bên này kiểu như là nhân vật Aladdin sao của thần đèn này sao nhỉ, nhưng mà chả thấy cái thần đèn nào ô vây quanh cái ông Aladdin này cả. Thế nên là mình cứ chơi từ cấp dễ đến cấp khó đi. Đời đời dễ trước nha. Ok, mà không phải là dễ đến khó đâu, cái người lại tăng chậm. Đúng rồi, tăng chậm thì yếu các bạn ơi. Lên như này thì bao giờ mới lên, bao giờ mới được trên trời, mang tiếng cơ bắp cuồn cuộn như thế này. Nhưng mà mình vẫn phải cày để mình lấy sao, mình lấy sao để mình mua cái nhân vật khác tăng sức mạnh thì mới cao được, chứ còn đâu là bây giờ quá yếu như thế này. Nhưng mà anh em đừng có coi thường Thắng nha, Thắng yếu như thế này vừa bảo không coi thường luôn, thế là Thắng nằm rớt cái đại ca kia luôn rồi. Sorry đại ca nha. Đầu tiên là được mỗi 91 sao thôi. Chọn cái nhân vật là Aladdin, Aladdin này đi, có bộ quần áo mặc vào cho nó lịch văn sự. Lên nào, lên nữa nào. 12m rồi, 15m, phát đây là 20m, 20m đây này, 30m, phát nữa, kiểu càng cao rơi xuống nó càng mạnh thì chúng ta đẩy luôn càng cao lượng. 56m rồi, 56m này, nhưng mà đến cái đoạn này là phải tập trung nha, tí nó mới lên cao được. Được rồi, được rồi anh em ơi, qua cái ngọn núi đằng sau rồi. Ngọn núi thứ nhất đã qua, bây giờ tới ngọn núi thứ hai, ngọn núi thứ hai. Wow, qua luôn cái ngọn núi thứ ba đi, rồi lên, lên cả khinh khí cầu luôn nha. Wow, cái khinh khí cầu cuối cùng này, đó, lên luôn này, lên luôn cái đám mây đằng sau. Oh my god, lên tận cái tầng mây cuối cùng chưa, 800m rồi. Ôi, nhanh quá nên là không đợi được. Thế là thôi rồi, thôi không sao, mình càng có nhiều tiền thế nên là mình sẽ mua luôn một cái em. Wow, đây này, đây này, đây này. Nhưng mà là phải xem quảng cáo cơ. Xem luôn thì lại không xem được. Cho nên là Thắng sẽ mua bằng tiền cho nó nhanh. Mình có nhiều tiền cần quá gì mà mình phải xem quảng cáo. Ok, có tiền rồi, nên là Thắng sẽ tăng sức mạnh nha. Đâu nhỉ, sức mạnh đây, sức mạnh đây, sức mạnh level 2 rồi. Tăng thêm Sire này, Sire, đấy, tăng thêm size cho người. Bây giờ là tăng một phát này, 2 phát, 3 phát, 15m, hình như là sức mạnh vẫn thế sao ấy, sức mạnh vẫn thế sao ấy, được chưa, được chưa. Mà sao người ta không thay đổi map cho mình nhờ, người ta không thay đổi map cho mình nhờ. Đẩy lên nữa này, đẩy phát nữa lên đây này, chơi cái này mình nhìn thở này, đừng có đẩy xịt nhé. Rất sướng, rất sướng, rất sướng. Đẩy, ui, tại sao mình lại bị đẩy trượt thế nhở. Cố lên, cố lên, 392 sao thì làm gì mua được ai. Đây, có mua được cái nhân vật 2000 sao rồi đâu. Rồi, tăng sức mạnh nè, tăng bên này nữa. Ok, tăng Sire lên nào, lên phát nữa nào. Mỗi lần nâng cấp là chỉ được tăng thêm 2m sao ấy, nhưng mà không sao, càng cao thì nó sẽ càng cao. 50m này. Rồi, 300m rồi, 300m, 300m này, lên này, lên này, lên này, lên này. Wow, trời ơi, lại bị rớt rồi, cày quá. Không sao, không sao, không sao. Lại level 3 luôn, ok. Lên nữa đây, lên nữa đây, mình phải có nhiều sao để mình mua cái nhân vật skin khác. Được rồi, được rồi, 100m này, 200m đi, 200m luôn, 300m luôn anh em ơi, 300m, 300m, 400m luôn kìa. Cái này phải thật là nhanh mắt, mới cả nhanh tay nữa thì mới được nha anh em ơi. Đối đội 500, 500 này, wow, 600 luôn nha, 700 chưa, hay quá để giờ tao mới biết nha. Khi nào mà gần tới là đang cái kích chuột mãi mãi như này, như kiểu là auto ấy, 1200m rồi, 1200m rồi, phát này là 1300m luôn.
1400m luôn, kia. Ê, 1500m nhưng mà là mất trong vòng mấy phút đi. Được rồi, phát này là ra khỏi ra khỏi tàu vũ trụ nhưng mà không được. Cộng luôn 1000 tiền. Đủ tiền mới mua skin chưa? Chưa đủ tiền mua cái nhân vật này. Nhân vật này tận 2000 tiền kia kìa. Thế nên là mình sẽ chơi lướt phần này để nhận tiền. Một phát này, hai phát nè, ba phát nè. Bao giờ gần tới mình thì mình ấn kích chuột liên tục nha anh em ơi. Kích chuột liên tục đây nè. Xuống nữa đi. 135m. Phát này nó lên 200 rồi. Cố lên, cố lên, cố lên nè. Từ lễ giờ mình chưa ra được khỏi ngoài vũ trụ. Ra khỏi ngoài vũ trụ đi. 571m nhưng mà mua map mới kiểu gì anh em nhở? Cứ bê máy ở đây, bê máy ở đây thì nó trả năm. Được rồi, 1.092.000 rồi nha. Nhanh quá, nhanh quá. Cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Wow. Không được, trời ơi, nhanh quá, mình không ấn kịp. Ok, lại. Phát này là mua được skin rồi anh em. Wow, đây này, không có gì. Không có cái gì. Oh my god. Đây là một tên sát nhân này. Mắt màu đỏ nha. Mặc bộ quần áo có đầu lâu xương sọ với cả chân tay. Wow, hình như đeo găng tay của Talos sao anh em ơi. Đúng không, đeo găng tay của Talos đúng không? Đúng luôn nhờ. Nhưng mà chỉ có một viên ngọc mà thôi. Ê, sao mà sức mạnh của ông này không có cái gì gọi là khá hơn nhỉ. Lên nữa nào. Lên mạnh nữa nào. Xuống này. Ấn. Ấn tiếp. Ấn tiếp cái nữa này. Đến cái chỗ này thì dễ rồi. Hay. Wow. Qua luôn cái khinh khí cầu kia. Phát này là hơn 1000m luôn nha. 1400m này. Lào. Lên luôn. 1800, 2200. Xuống nè. Wow. 3000m. Anh em ơi, ra khỏi ngoài vũ trụ rồi. Anh em ơi, cố lên. Cố lên nè. 8000m, 10000m luôn. Đến sao gì kia. Mấy hành tinh kia nhìn mình còn ngạc nhiên hơn kìa. Oh my god. Xuống nè. Cẩn thận. Trời ơi, bị rớt xuống rồi. Quá là đẳng cấp luôn. Được đó. Cộng luôn 4248 sao cái kìa. Xin luôn nha. Mình lại mua nhân vật đây này. Nhân vật này tận 10.000 luôn. Thế là không đủ tiền rồi. Cái gì mà đắt vậy trời. Thế nên là Thắng sẽ mua một cô gái. Đúng không? Mở một cô gái. Đời. Cô gái này mở một cô gái nữa là mất tận 10.000 sao. Thôi, tiền này mình để nâng cấp cho nó rank. Nâng cấp level 4 này. Sira cao thêm một tí nữa này. Tí nữa này. Rồi, thế là hết tiền rồi. Đẩy tiếp anh em ơi. Nhưng mà người ta vẫn chưa cho mình sang một cái map khác. Tí nữa là sẽ tìm sang một cái map khác nhá. Tìm sang một cái map khác. Bây giờ đẩy nhanh hơn đúng không? Đẩy nhanh hơn đúng không? 250m này. Không có ai ngạc nhiên mình ạ. Được rồi. Được rồi. Cố lên. Ra khỏi trái đất rồi. Bắt đầu là lên vũ trụ nha. Phát này là lên vũ trụ này. Lên vũ trụ đi. Wow, 10.000 luôn. Đúng là nâng cấp sức mạnh bỏ tiền mà. Lên phát nữa. Wow. Cố lên anh em ơi. Oh my god, không kịp rồi. Nhanh quá, mình không kịp nhìn luôn. Hồi 5.000 tiền là cũng ok rồi. Lâng cấp sức mạnh tiếp nha. Mình sẽ không mua skin làm cái gì cả. Bởi vì là skin nó cũng không giúp mình tăng thêm sức mạnh đâu. Ok, level 7 này. Hết tiền rồi, level 5, level 6 này. Let's go. Cẩn thận nha. Nhưng mà cái điều là mình muốn mua quà là ở đâu nhỉ? Thôi không có quà thì thôi, mình sẽ chơi lại một cái ván duy nhất anh em ơi. Ván này cố gắng là 20.000 km nha. À, 20.000m luôn. Cố gắng 20.000m luôn. Đẩy luôn đây này. Tới cái ngôi nhà này chưa? Ui, đẩy mấy cái tôi là lên tận 2.000m luôn. Nào. Ui, 7, 8, 9, 10 nguyên. Ui. Trời ơi. Được rồi, 30.000m rồi. Cố lên. Nhanh quá, mình ấn không cả kịp luôn anh em ơi. Chỉ nhận 5.000 sao vàng này thôi. Ok. Nhận luôn. 7.000 tiền thì đã mua được skin nào đâu. Sức mạnh như thế này là đủ rồi đấy anh em ơi. Sức mạnh như là đủ rồi. Giờ là đợi mua skin mà thôi. Bởi vì là nó mạnh quá, nhanh quá, mới ca quá. Thì nó đợi xuống Thắng cũng không kịp.
cũng không kịp. Thế lên à, phát này là lên tận 6.000m rồi nhá. 6.000m chưa? 3, 4, 5, 6.000m chưa? 6.000m, 6.000m, 6.000m. Ui, 30.000m đi. Đó, một chút xíu thôi là được 30.000m rồi. Phát lại, có được không? Wow, 100.000m luôn anh em ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng, đừng, đừng. Ui, không thể làm đợi lời bởi vì là quá nhanh rớt xuống. Một cách tốc độ của theo còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì làm sao mà đang đợi được. And 11.000 tiền. Mở luôn cái skin này. Ủa, từng cái skin này nó như thế nào? Hóa ra chỉ là một cái tên hot boy. Đang bắt đầu là mặc cái bộ đồ kia vào thì làm cái gì? Biết thế, cái số từ đây thằng để nâng cấp còn hơn. Cứ tưởng skin đẹp cơ thì người ta mới mua. Con ê, thế là bị rớt xuống rồi. Đèn quá nhỏ. Thôi, ôi, mở bây giờ cũng không đủ tiền để nâng cấp nữa. Để xem nào, cái kỷ lục ngày hôm nay của thắng là 1.444.185m. Có bạn nào mà chơi cái trò này kỷ lục hơn của thắng thì nhớ comment nha. Còn bây giờ thắng phải nghỉ ngơi đây, thắng phải kết thúc cái video của thắng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau. Bye bye.